Xin chào anh em, mình là Hoàng Sơn đến từ Willo và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh em cùng gọi là chúng ta tìm hiểu, mình sẽ chia sẻ những cái hiểu biết của mình về một cái khái niệm trong nhiếp ảnh mà có thể rất nhiều anh em trong thời điểm này chúng ta đang làm quen nhiếp ảnh chúng ta hay gặp phải và không biết nó là cái gì, đó chính là cái khái niệm về ISO. Thì có rất nhiều anh em khi mà chúng ta đang học cách sử dụng máy ảnh, đặc biệt là chúng ta đang học cách sử dụng cái chế độ mờ ấy, chúng ta thường hay thấy trong những cái tài liệu hướng dẫn có nói đến cái vấn đề là chúng ta phải chỉnh cái ISO để điều chỉnh cái lượng ánh sáng của bức ảnh của mình. Nhưng chúng ta không biết cái ISO này là gì thì mình sẽ giải thích trong video này một cách ngắn gọn dễ hiểu để anh em hiểu nha. Thì đầu tiên ISO là cái gì? Thì ISO thì thực ra cái khái niệm này thì nó là một cái khái niệm nó khá là mơ hồ. Có thể là chúng ta trước đây thường hay thấy kiểu những cái quảng cáo trên TV nói về gọi những cái sản phẩm có cái đạt chứng chỉ ISO 9001 đúng không? Đấy, tức là nghe cái từ ISO nghe chúng ta thường hay nghe đến là nó trong cái quảng cáo như thế. Nhưng mà cái ISO này ở trong nhiếp ảnh chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là cái chất lượng và độ nhạy sáng của cái bức ảnh trong quá trình anh em chụp ảnh. Thì cái ISO này thì nó từ cái thời kỳ mà trước đây các bố các bác mình ngày xưa dùng máy phim ấy, thì những cái cuộn phim thì nó cũng đã có cái khái niệm này rồi, cái khái niệm ISO này. Phim nó cũng đề luôn cái ISO của cái cuộn phim đấy ở trên cái lớp cái vỏ phim. Thì khi mà sang máy ảnh số thì nó cũng tương tự như vậy. Thì cái ISO này nó sẽ quyết định hai thứ ở trong bức ảnh của mình. Đầu tiên là độ nhạy sáng và thứ hai là cái độ noi nhiễu của bức ảnh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái độ nhạy sáng. ISO thì nếu như chúng ta mà đã tìm hiểu qua về gọi là cái cách sử dụng các cái chế độ mờ trong máy ảnh ấy thì sẽ thấy người ta sẽ thường dạy là ISO càng cao thì cái độ nhạy sáng của ảnh nó càng lớn, còn ngược lại ISO càng thấp thì độ nhạy sáng nó càng kém. Thì trong những trường hợp nào anh em có thể là mình muốn chụp một cái bức ảnh nào đấy mà chúng ta không muốn can thiệp vào những cái yếu tố như là tốc độ và khẩu độ, chúng ta muốn giữ nguyên hai yếu tố đấy và chúng ta muốn ví dụ như là đẩy cái độ sáng của ảnh mình lên thì chúng ta có thể thử can thiệp vào ISO trước. ISO thì nếu anh em nào mà không hiểu cái cơ chế ISO này nó hoạt động như nào thì chúng ta cứ hiểu như này là ISO khi mà anh em tăng lên cao thì đồng nghĩa việc là cái con máy này nó sẽ bơm thêm cái năng lượng vào cái cảm biến của con máy, nó sẽ có cái hiệu năng thu sáng nó tốt hơn, dẫn đến là cái bức ảnh của anh em sẽ sáng lên. Nó sẽ giúp cho anh em trong những trường hợp như này là có thể chúng ta chụp trong điều kiện thiếu sáng, chúng ta có thể là không thể mở được thêm khẩu này, hoặc chúng ta không muốn can thiệp vào thêm cái tốc độ màn chập của anh em bởi vì chúng ta không muốn là cái màn chập nó thấp thì bức ảnh nó dễ bị nhòe, dễ bị mờ các thứ, thì chúng ta có thể tăng cái ISO lên một chút. Ví dụ chúng ta đang có bức ảnh có cái mức ISO là khoảng tầm 200 chẳng hạn, mà ví dụ chúng ta muốn tăng lên mức khoảng tầm 250, 400 các thứ thì sẽ thấy là cái bức ảnh của mình nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Thì nếu như anh em nào mà trong trường hợp mà mình đang chụp thiếu sáng thì chúng ta cần, mình nghĩ là rất là cần phải hiểu cái cách thức hoạt động của ISO. Một cái vấn đề thứ hai mà cái ISO này nó cũng quyết định đến bức ảnh của anh em đó là cái chất lượng hình ảnh, và cụ thể đó là cái độ noi nhiễu, cái độ grain của bức ảnh. Thử nghiệm từng cái mức độ ISO khác nhau sẽ thấy này, thì khi chúng ta tăng ISO lên càng cao thì cái hiện tượng nhiễu noi này nó càng rõ rệt, và đặc biệt là nếu chúng ta sử dụng trên những dòng máy cảm biến crop như con A6004 này, chúng ta tăng lên những bộ ISO rất là cao như kiểu như A6004, 8000, 12800 các thứ ấy, những cái mức ISO rất là cao như vậy ấy, thì sẽ thấy là cái bức ảnh của anh em nó sẽ rất là hay bị những cái nhiễu sạn xước thứ lên, nó rất là nhiều chi chít trên bức ảnh, thậm chí là một số trường hợp còn cảm giác là bức ảnh mình kiểu bị bệt đi cơ, nó không còn chi tiết nữa. Thì đây là một cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý là về cái tác dụng phụ của ISO và cái bức ảnh của anh em. Có một số trường hợp nếu chúng ta làm mình muốn có thêm cái hiệu ứng này, gọi là hiệu ứng grain màu vào trong bức ảnh của mình, thì chúng ta có thể xem xét việc là chúng ta tăng cái ISO này lên, kiểu mình cố tình cho thêm cái hiệu ứng đấy vào bức ảnh của mình để cái bức ảnh nó có thêm một cái hiệu ứng giống kiểu như ảnh phim nhựa ngày xưa ấy, thì nó sẽ nhìn rất là hay, rất là đẹp. Tuy nhiên một số trường hợp nếu anh em có thể là chúng ta chụp ảnh dịch vụ mà họ có thể họ không thích cái hiệu ứng đấy, họ đề cao vấn đề bức ảnh của mình là phải sắc nét, là phải trong trẻo thứ, thì có thể chúng ta sẽ không nên tăng ISO lên quá cao, mà ngược lại chúng ta lại phải để mức ISO rất là thấp, thậm chí là trong một số trường hợp chúng ta không nên để ISO cao quá 3200, đặc biệt là nếu chúng ta dùng các dòng máy crop như con A6004 này. Còn các dòng máy full frame thì bởi cái diện tích cảm biến lớn hơn thì nó sẽ có cái hiệu năng xử lý ISO tốt hơn, thì có thể anh em có thể xem xét việc mình tăng ISO lên cao một tí cũng được, không sao. Về tóm tắt lại trong video này thì mình sau khi mình đã giải thích để anh em những cái tác dụng của ISO trong bức ảnh thì mình có một cái phần gọi là tổng kết như sau. Thì ISO anh em tăng càng cao thì bức ảnh nó sẽ càng sáng và nhiễu, sẽ có thêm những cái nhiễu noi trong bức ảnh của anh em. Còn nếu như ISO chúng ta để càng thấp thì bức ảnh mình sẽ càng tối và nó sẽ ít nhiễu hơn, nó sẽ có cái phần chi tiết nó được thể hiện nó tốt hơn, sắc nét hơn, bức ảnh của mình nhìn chung là trong trẻo hơn và màu sắc nó sẽ thể hiện nhìn nó chân thực hơn. Thì đấy là một cái gọi là tổng kết để giúp anh em thể hiểu được cái tác dụng của ISO vào nhiếp ảnh. Nếu chúng ta trong một số trường hợp nhiếp ảnh chúng ta cân đối giữa ISO, tốc độ và khẩu độ
thì chúng ta có thể ra được cái bức ảnh nó có chất lượng nó tốt và nó phù hợp với cả cái mong muốn, cái ý tưởng của anh em. Ok, thì đấy là một cái video mình xin chia sẻ để anh em cái khái niệm về ISO và tác dụng của ISO trong nhiếp ảnh. Thì nếu anh em nào có thể là mình cảm thấy video nào hay và hữu ích, có thể lại thêm một like, cái một sub để có thể xem thêm cái video giải thích những cái yếu tố trong nhiếp ảnh ở trong những tập sau nha. Còn nếu anh em có thêm bất cứ cái ý kiến nào, chúng ta có những cái câu hỏi nào chúng ta muốn được giải đáp, có thể để bình luận dưới comment để chúng mình rất là sẵn lòng trả lời những cái thắc mắc của anh em. Xin chào tất cả các anh em nha, gặp lại sau. Mình là Hoàng Sơn.